Đây mình thấy có một cái lá bùa cả nhà. Bùa này là bùa thấy là có cái một cái miếng bùa, chắc chắn là miếng bùa ngay chỗ cửa luôn cả nhà. Mến chào quý vị và các bạn. Hiện tại Hiệp đang có mặt tại thành phố An Giang. Thì trên đường mình đi gom gửi, mình tìm những ngôi nhà ma mị và linh thiêng và có những cái câu chuyện tâm linh huyền bí. Thì mình có ghé quán cà phê được bà cô chia sẻ là ở trước mặt của mình là có một cái ngôi nhà bỏ hoang cả nhà. Ngôi nhà này mình nghe nói là ma nhát rất là thối thần luôn, thành ra hiện giờ họ bỏ hoang. Mà nghe nói là ngôi nhà này là ban đêm không ai dám đi vô luôn cả nhà. Thì hôm nay có chuyến đi An Giang, mình đi du lịch, sẵn mình đi khám phá luôn cả nhà. Mình mời quý anh chị cùng đồng hành với mình ha. Ở đó là đường đi lên núi cả nhà, thành ra xe chạy rất là tấp nập ở An Giang, đường lên núi Bà. Màn ảnh nhỏ hiện giờ là có ngôi nhà bỏ hoang, và ở bên trước cửa, trước sân thì có một cái vườn dừa rất là nhiều cây, nhưng mà đặc biệt ở đây là dừa cho trái rất là ít cả nhà. Lý do là có thể là đất ở đây bị không tốt, thành ra dừa có trái ít. Trên đường đi vô nhà là mình thấy ở đây là có một cái cây bồ đề đó nha. Cây này thì rất là tâm linh. Cây này là thường thường là ở trong chùa người ta trồng cả nhà. Còn bên đó là núi cả nhà cũng thấy ha. Mình nhìn ở trên máy là mình thấy hình như là ngôi nhà này mắc bị tâm linh, mắc tâm linh. Hiện giờ đang dán một cái lá bùa rất là lớn cả nhà. Để mình coi cho màn ảnh nhỏ lá bùa này là lá bùa gì. Thì ok, bây giờ xa quá mình không đến gần được, không thấy được chứ. Mình sẽ đi vô mình khám phá nha cả nhà. Ở đây có một cái miếng đất như thế này thì theo mình đoán đất này có giá trị rất là cao quá nha. Cặp lộ luôn. Ồ, nhìn bên đỉnh núi vẫn rất là đẹp luôn, tuyệt vời luôn cả nhà. Ở trên đó mình thấy bà con ở chảnh ở trên núi có trồng chuối luôn cả nhà. Ở cả nhà thấy chuối không?
Ok, bây giờ mình đi vô cái ngôi nhà này, mình thấy là có cái một cái miếng bùa, chắc chắn là miếng bùa ngay chỗ cửa luôn cả nhà. Bàn ông Thiên thì chưa ai đốt nhang hết. Để mình đốt nhang cho ông bà xong mình sẽ khám phá nha cả nhà. Mình thấy đó là có một cái lá bùa đang treo lủng lẳng, cả nhà thấy không? Lâu lâu mình đến ngôi nhà quan này ở An Giang thì mình không quên đốt cho ông bà một nén nhang, ba nén hương chứ. À, bên đó mình thấy có một cây bồ đề cũng hơi to to. Xe ai đi tiểu. Ông bà cho con xin được khám phá, ghi hình clip. Mình mới lại sắp cái máy, mình nghe trên tôn một cái cành ta, nghe rắc rắc chứ. Ở bên đây mình thấy có một cây bồ đề cả nhà. Mình thấy hình như là gia chủ có chặt hai nhánh bỏ bớt. Còn bên đây thì mình thấy ổ kiến vàng. Ở đây có ổ kiến vàng nữa ta. Ổ kiến vàng nè cả nhà. Kỳ lạ vậy ta. Cả nhà có nghe cái tiếng con gì kêu khít khít không ta? Con gì nó kêu nãy vậy ta? Ở đây mình thấy có một cái lá bùa cả nhà. Bùa này là bùa Phật. Mình thấy ở đây là cái chữ dạng ha, lá bùa. Còn bên trong có gì không mình không dám gờ cả nhà. Ở trong cũng chữ dạng luôn. Nhà này bị có chuyện về tâm linh thành ra họ bỏ cả nhà. Ở trong thì họ dỡ cái mè dạt đi rồi. Ở bên trong mình thấy hình như là họ có lập dị luôn, thờ hình Phật. Không lẽ nhà này của ông thầy bùa ta? Quý anh chị thấy không, ở trong họ thờ Phật. Để mình bung máy to ra đó, không biết phải Phật không ta, mờ quá cả nhà. Chắc có lẽ Phật quá.
có một cái chiếc chiếu, cái mùng này dẹt thì mất. Ồ, không lẽ nhà này gia chủ mất ta? Có thể gia chủ mất cả nhà. Ngôi nhà này là nhà tôn. Bố quan mà họ khóa cứng hết trơn vậy ta. Đây là cái giếng nước cả nhà. Nhà này theo lúc trước đó, mình đoán đó, là của người lớn tuổi, họ ở đây họ đặt cá nè, mình thấy có dấu hiệu đặt cá cả nhà. Có thể là người dân tộc hay sao vậy ta. Nè, cái lò này là đặt khách sạc, còn cái này thì đặt bếp. Rất tiếc ngôi nhà này mình vô không được cả nhà. Nhưng mà cái điều đặc biệt ở đây á là mình thấy cũng có dán bùa luôn. Toilet. Mình thấy có dấu hiệu ai mới vô đi cầu cả nhà, đi vệ sinh. Thì ok quý anh chị, bây giờ mình tiến hành mình đi qua bên cái nhà rất là kỳ lạ, nó nằm ở phía bên kia cả nhà. Nhà đó hình như là cái chùa Quan hay làm sao. Mình nghe bà con nói là ngôi chùa đó có nhiều cái hiện tượng rất là lạ, cũng như là có ai vô viết những cái chữ kỳ lạ ở trong ngôi chùa đó. Mình sẽ qua bển mình khám phá xong rồi mình về nha cả nhà. Hiện tại mình đang có mặt tại núi Cấm ở An Giang cả nhà. Thì hôm nay trên đường mình đi rong ruổi, mình tìm những ngôi nhà quan có những cái câu chuyện tâm linh huyền bí. Thì hôm nay mình có thấy cái ở đây hình như là cái ngôi miếu hay là ngôi đình bỏ quan cả nhà. Thì hôm nay mình muốn vô đây mình khám phá cho quý anh chị xem. Mình thấy cái ngôi nhà này rất là kỳ lạ. Thì ok quý anh chị, mình sẽ vô mình khám phá ở trong này. Mình thấy có nhiều hình vẽ của ai đó vẽ lên bức tường cả nhà. Thì trước khi đi vô ngôi nhà kỳ lạ này thì mình thấy ở đây có một cái cây đa rất là lớn cả nhà, cây bồ đề chứ. Cây bồ đề này á, mình có hỏi với bà con ở đây là bà con đây nói ban đêm xuất hiện nhiều hồn ma tại cây bồ đề này cả nhà. Thì cây bồ đề mà bự như thế này, quý anh chị cũng biết là khoảng trên 100 năm. Nó hiện giờ đang bị nó chết không ta? Ở đây thì chết cả nhà, nhưng mà điều đặc biệt là ở bên ngoài nó vẫn còn sống. Cây này còn sống chứ không phải chết cho nhà ơi. Cây này to lắm. Trời ơi, hình như là ở đây có chỗ thờ cúng đó nha.
có ai đem tượng Phật đến đây gửi ngay cây Bồ đề. Quỷ Thích Ca. Còn đây là ảnh của Quan Công đó nha. Nhìn xa xa là mình thấy họ vẽ những hình kỳ lạ ở phía trong ngôi nhà cả nhà. Chắc chắn ở đây ban đêm là có xảy ra những cái câu chuyện tâm linh. Mình thấy con mèo ở đây quá bự luôn cả nhà ơi. Trời ơi, con mèo chúa, mèo ma cả nhà ơi. Quá trời, mèo quá to luôn. Ôi cha mẹ ơi. Ở dưới đây thì người ta vẽ có cái hình cây kiếm cả nhà. Còn ở đây thì hình giống như con rồng. Cây cột bên kia cũng vậy luôn. Ở bên đây thì mình thấy họ vẽ cái hình này rất là lạ. Ông bà cho con xin được khám phá ha. Và quay cái nhà này ha. Nhà này mình thấy rất là kỳ lạ cả nhà. Quý anh chị biết họ vẽ cái hình này là hình gì thì nhớ comment ha. Ở đây mình thấy là có chân của người ta. Còn bên đây là mình thấy vẽ có chữ tàu. Còn trên này K90 là sao ta? Còn đây là trời ơi, họ để quý vị thấy không, ma si tên là gì ta. Còn đây là chữ mờ quá cả nhà, mà mình thấy chữ cuối là chữ Thọ 1956. Ở đây mình thấy họ vẽ cái gì đó nó rất là kỳ lạ luôn cả nhà, hình như là có cây súng hay là cây đao, cây súng AR. Như vậy là ngày xưa ở đây chết chóc rất là kỷ niệm luôn. Cái chữ gì? Mã đá. Năm 1964, 1968. Ngôi nhà này quá là lâu đời. Mình thấy ở đây hình như là có những cái vết máu ngày xưa hay sao đó cả nhà. Cả nhà có thấy không? Chữ là vết máu. Cái gì lọc 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 con ta. Mình thấy đây rất là kỳ lạ luôn quý anh chị. Ở đây cũng có một phần luôn.
Cái này là cái gì vậy ta? Những cái dấu vết này là họ mới sơn lại cả nhà. Ở bên đây thì mình thấy có hình con mèo hay là con voi gì đây. Cái dấu này họ cũng mới sơn luôn cả nhà. Họ để con đường chiến tranh. Đó không ta? Con đường chết hả? Mình đọc không ra cả nhà ơi. Vui vậy. Đây là năm 1945 K90. Có thể là ngày xưa. Có thể là ngày xưa ở đây là núi Cấm An Giang, có thể là giáp ranh Campuchia cả nhà. Ngày xưa là có thể là chiến trường ca, bộ đội mình thường xuyên đóng quân ở nơi đây. Và tận dụng cái ngôi nhà kỳ lạ này để ở. Mình thấy có nhiều cái vết thương của ngôi nhà, vết nứt thời chiến tranh xảy ra, đã từng xảy ra cả nhà. Là ở đây là có nhiều cái vết nè, hay là bị mục này lâu đời nha cả nhà. Để hồi mình vô đó mình khám phá sao, mình thấy có thờ vị Quan Âm Bồ Tát ở trong. Ban đêm mình thấy có ai đó vô đây. Thắp nhang cả nhà. Nhang quá là nhiều luôn. Ban đêm họ thắp nhang ở đây. Như vậy là chứng tỏ ở đây ban đêm rất là linh. Cái súng là sao vậy ta? Đúng rồi. Cái súng cả nhà ơi. Như vậy là có ông nào ổng vô đây ổng vẽ dữ thần vậy ta. Chùa Bảo Quang. Ôi ôi. Ở đây thì mình thấy họ thờ cúng rất là kỳ lạ cả nhà. Mình thấy là họ họ vết những cái tảng xi măng này lên. Họ để bà mẹ lên rồi họ mới lấy xi măng họ làm cho dính lại cả nhà. Rồi họ thờ. Ở đây là bà mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát, Mô Phật. Mô Phật. Cái điều đặc biệt là mình thấy ở đây á, là họ có vẽ hình này là hình của vị thần. Mà mình không biết hình vị thần này là hình vị thần tên gì. Nếu mà quý anh chị biết á, thì nhớ comment. Họ vẽ hình hài rất là chuẩn cả nhà. Hình vị thần. Còn ở đây thì mình thấy có chữ dạng, còn ở trên đây đó là họ viết chữ Phật. 98 Như Lai Nữ Quan Âm Bồ Tát. Họ không biết họ viết nhiều chữ ở trên này, trên cái bức tường này để có ý nghĩa gì cả nhà. Có thể là họ dành giữ cho những đời sau nhớ hay sao.
Tát, Ma Tát, Quan Âm, Bồ Tát. Mình thấy họ vẽ chữ vạn lên tới trên nóc luôn cả nhà. Ở trên này thì mình thấy họ vẽ một hình vị thần, mà mình không biết vị thần này là vị thần tên gì. Ở dưới đây thì mình thấy hình này là hình dáng con rồng cả nhà, nhưng mà họ vẽ không ra nét con rồng. Còn ở trên trển thì mình thấy một cái bàn tay mà 5 ngón luôn, nó rất là kỳ lạ. Dấu hiệu này thì mình thấy họ mới lập dị gần đây thôi. Còn trước kia là họ thờ các vị Phật, ở đâu thì mình không biết, có thể là ở trên cái nóc này, nóc nhà này. Ở đây là mình thấy hình như là cái chiếc này là chiếc xe lửa cả nhà. Như vậy là theo mình đón ở đây ban đêm có chú nào chú ngủ ở đây, chú nấu cơm chú ăn nè. Mình thấy nè, cái đây là cái nồi cả nhà. Cái nồi, cái chảo. Dấu hiệu ở đây là ban đêm có người đến đây tá túc qua đêm, nấu ăn nấu uống cả nhà. Có thể là người vô gia cư. Để mình tiến hành mình lên cái lầu ha. Cái này làm gì cát không vậy ta? Dấu hiệu hình như là có người phá cứng lại cả nhà. Có thể là ở trên cái lầu này là có thờ cúng ở trên, phá cứng lại. Sợ những người xấu vô làm những cái việc không đúng đó nha. Họ cũng như là họ bảo tồn những tượng Phật. Ở đây mình thấy không có ai để mình hỏi thăm. Ở đây thì mình thấy là có một chú ngủ ở đây, không có nhà cửa cả nhà. Như vậy là dấu hiệu ban đêm á, chú này ổng nằm võng ở đây ổng ngủ, và ổng thắp nhang ổng xin. Để mình đi ra ngoài mình hỏi thăm ai biết cô hay là chú ngủ ở đây thì mình có thể mình chờ họ, chờ chú đến hay là cô gì đó, mình trợ duyên cho cô hay là chú cả nhà. Tôi cho con ở thăm trong miếu Võ Quan ở trong cổng là có ai ban đêm ngủ ở trong không cô?
Có lùm bọc ngủ. Có hồng lùm bọc phải không? Không. Có hồng lùm bọc ngủ nhưng mà. Còn chị có biết cái ông mà lùm bọc mấy giờ ông vô đây ông ngủ không? Đây nè, ông đi tới đi tới đi luôn giờ nè. Ông đâu rồi? Ông chú không tới thì lùm bọc quá nha, với số rồi. Này nè, để đây nè, chút con. Hồi chờ ổng trợ duyên cho ổng ít tiền, thấy ổng tội nghiệp quá, ổng ngủ trống ha. Ổng ngủ trống dạ. Tại vì con thấy là có son nè, rồi có cái niệm nè, rồi cái võng nè, rồi ổng nằm ổng đút ngang nữa. Đút ngang rồi đó. Dạ. Thấy chút là gì kêu cho. Dạ.